Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu ngừng lại, thì trong những tháng gần đây, các gói hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đang trở nên nhỏ hơn, đồng thời các vũ khí và trang thiết bị mà Lầu Năm Góc sẵn sàng cung cấp cho Kiev từ kho dự trữ của mình đã suy giảm. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về sự sẵn sàng của Mỹ trong việc bắt kịp với nhu cầu khổng lồ do cuộc xung đột ở Ukraine tạo ra. Trả lời phỏng vấn của đài CNN, hai quan chức Mỹ cho biết dù chính quyền Tổng thống Biden vẫn còn 6 tỷ đô la Mỹ để trang bị vũ khí cho Ukraine, nhưng lầu năm góc lại thiếu hàng sẵn có trong kho để cung cấp. Một trong các quan chức Mỹ nhận định rằng vấn đề ở đây là kho dự trữ mà Mỹ sẵn có, những gì Ukraine đang yêu cầu và liệu Washington có thể đáp ứng những nhu cầu đó bằng những gì hiện có hay không mà không ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Trong khi đó, theo Thiếu tướng Pat Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho hay, Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu Quốc hội gia hạn thời gian để chi tiêu số tiền trên trước khi nó hết hạn vào cuối tháng 9. Đây là sự đảo ngược hoàn toàn so với mùa đông năm ngoái khi chính quyền Tổng thống Biden đề nghị các nghị sĩ cấp thêm kinh phí để hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga. Ông Ryder cũng thừa nhận việc bổ sung cũng là một vấn đề. Theo đó, Mỹ đang tăng cường sản xuất các mặt hàng chính như đạn pháo cỡ nòng 155mm và hệ thống tên lửa Patriot vừa để cung cấp cho Ukraine, vừa để lấp đầy kho vũ khí của mình. Tuy nhiên, đây là một quá trình kéo dài nhiều năm và sẽ không dễ dàng để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tăng cao. Được biết, trước cuộc xung đột ở Ukraine, Mỹ đã sản xuất khoảng 15.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155mm mỗi tháng. Với các nhà máy và dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động, Mỹ hiện đang sản xuất 40.000 quả đạn pháo trên một tháng. Tuy nhiên, lầu năm góc vẫn sẽ mất hơn một năm để đạt được mục tiêu sản xuất 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Quá trình tăng cường sản xuất đang diễn ra đúng tiến độ, nhưng sẽ mất nhiều năm đòi hỏi phải có các cơ sở mới, nhà máy mở rộng và quốc hội sẵn sàng phân bổ tiền. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ukraine đang cảm nhận được tác động của tình trạng thiếu hụt vũ khí sẵn có. Trong cuộc họp với nhóm liên lạc quốc phòng ở Đức tháng này, ông Zelensky đã nói với Mỹ và các đồng minh khác rằng việc chuyển giao các hệ thống phòng không đã cam kết đang diễn ra quá chậm và cảnh báo về sự thiếu hụt đáng kể Việc viện trợ các trang thiết bị quan trọng, đồng thời Lầu Năm Góc cũng thông báo vào tháng 4 rằng họ sẽ cung cấp các vũ khí và trang thiết bị trị giá tới 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine từ kho dự trữ của Mỹ sau khi Quốc hội cuối cùng đã thông qua gói hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Tuy nhiên kể từ đó, giá trị mỗi gói viện trợ quân sự cho Ukraine đã nhỏ hơn đáng kể khi không có gói nào vượt quá 400 triệu đô la Mỹ và hầu hết trong khoảng từ 125 đến 250 triệu đô la Mỹ trong năm 2022 và 2023, Lầu Năm Góc thường xuyên công bố các gói viện trợ trị giá từ 600 đến 800 triệu đô la Mỹ với mức cao nhất lên tới 2,85 tỷ đô la Mỹ vào tháng 1 năm 2023. Trước tình hình đó, một quan chức Mỹ cho rằng Washington không thể rút nguồn cung từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng trong 4 tháng đầu năm bởi vì quốc hội chậm phê duyệt ngân sách hỗ trợ bổ sung. Vị quan chức này cũng cho biết, Mỹ đang cố gắng không gửi quá nhiều hỗ trợ cho Ukraine cùng lúc để ký ép có thể tiếp nhận và phân phối hiệu quả. Thưa quý vị, ông Zelensky nói quân đội Ukraine hứng chịu tổn thất lớn vì vũ khí viện trợ đến quá chậm, kêu gọi phương Tây gỡ rào tập kích vào đất Nga. Trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 15 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tình hình ở miền đông nước này rất khó khăn và một nửa số lữ đoàn của Kiev ở mặt trận này không được trang bị vũ khí. Ông Zelensky nói, tổn thất về nhân lực rất lớn, chúng tôi mất người vì họ không có xe thiết giáp, không có pháo và đạn dược. Nhấn mạnh rằng, các gói viện trợ vũ khí mà Mỹ và đồng minh châu Âu hứa hẹn đang tới rất chậm. Zelensky nói thêm, quân đội Ukraine cần 14 lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, viện trợ chúng tôi nhận được tới nay còn không đủ để trang bị cho 4 lữ đoàn. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan trước đó cho biết, Washington đang xây dựng gói viện trợ mới đáng kể cho Kiev. Ông Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tháng này và trình bày kế hoạch chiến thắng nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Ông nói rằng các yếu tố chính của kế hoạch gồm hỗ trợ an ninh và ngoại giao cùng viện trợ quân sự và kinh tế. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, điều duy nhất khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin lo ngại là phản ứng của người dân trong nước nếu Moscow phải gánh chịu hậu quả lớn từ chiến sự hãy khiến Ukraine mạnh mẽ và quý vị sẽ thấy ông ấy phải ngồi vào bàn đàm phán. Trong bài phát biểu hàng ngày hôm 15 tháng 9, Tổng thống Zelensky tiếp tục thúc giục đồng minh phương Tây cho phép Ukraine tấn công mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là những căn cứ không quân để chống lại các cuộc tấn công của đối phương. Ông nói, chỉ có một giải pháp mang tính hệ thống mới có thể giải quyết vấn đề, đó là vũ khí tầm xa để phá hủy lực lượng không quân Nga tại căn cứ của họ chúng tôi đang chờ đợi những quyết định phù hợp, chủ yếu từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi giới chức Ukraine nói rằng một quả bom dẫn đường của Nga lao trúng tòa trung cư ở thành phố Kharkov và gây hỏa hoạn, khiến một số người thiệt mạng và 42 người bị thương. Tổng thống Zelensky cũng cáo buộc quân đội Nga sử dụng bom dẫn đường tấn công nhiều mục tiêu ở tỉnh Sumy và Donetsk cùng ngày. Nhấn mạnh Moscow thực hiện ít nhất 100 cuộc không kích như vậy mỗi ngày. Xung đột Nga-Ukraine luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu thế giới. Quan điểm của các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine thường xuyên mâu thuẫn. Tuy nhiên, có cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước thì đây sẽ là quốc gia tiềm năng, có thể làm trung gian, đóng vai trò hỗ trợ trong các cuộc đàm phán. Cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine đã gây ra nhiều đau thương và thiệt hại và ngày càng trở nên căng thẳng khi hai nước vẫn kéo dài cuộc chiến này. Việc tìm kiếm một con đường hòa bình trở nên ngày càng cấp bách. Dưới đây là những nước được xem xét có khả năng làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột. Áo Áo đã trở thành quốc gia mới nhất bày tỏ ý định làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thủ tướng Áo Karl Nehammer tuyên bố rằng Viên có thể ủng hộ một nền hòa bình công bằng và lâu dài dựa trên luật pháp quốc tế và đóng vai trò là nơi diễn ra các cuộc đàm phán, là nơi có nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc và có lịch sử trung lập về chính trị. Áo được xem là địa điểm lý tưởng cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, chuyên gia Peter Raff, giám đốc trung tâm châu Âu và Á Âu tại viện Hudson nhận định rằng vai trò của áo sẽ bị hạn chế do thiếu sức ảnh hưởng thực sự đối với các bên tham gia. Hungary. Hungary dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Viktor Orbán đã tự định vị mình là một bên trung gian tiềm năng nhờ mối quan hệ gần gũi với Nga. Thủ tướng Orbán đã có cuộc hội đàm với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông kêu gọi một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, mâu thuẫn kéo dài giữa Budapest và Kiev khiến Hungary khó có thể được chấp nhận như một trung gian khách quan. Những nỗ lực của ông Orbán bị coi là chỉ mang tính chính trị nhằm kỳ điểm trong nước hơn là một sáng kiến hòa bình thực sự. Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ tại diễn đàn kinh tế phương đông tổng thống putin đã đề cập đến brazil trung quốc và ấn độ như những quốc gia có thể đóng vai trò trung gian tuy nhiên mỗi quốc gia này đều có những hạn chế riêng trung quốc với mối quan hệ gần gũi với nga khó có thể đảm bảo vai trò trung gian khách quan đồng thời mỹ cũng sẽ không để trung quốc giành được vị thế như một nhà gìn giữ hòa bình ấn độ có lợi thế vì mối quan hệ tốt với cả nga và ukraine nhưng câu hỏi đặt ra là liệu New Delhi có thực sự muốn đảm nhận vai trò này hay không? Ấn Độ với chính sách không liên kết, không thể cung cấp những đảm bảo an ninh cần thiết để duy trì một lệnh ngừng bắn lâu dài. Mặt khác, Brazil dù được ông Putin nhắc đến, nhưng cho đến nay vẫn chưa có động thái rõ ràng nào thể hiện sự sẵn sàng hoặc khả năng làm trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ đã từng đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán ngũ cốc giữa Nga và Ukraine, cho thấy tiềm năng của Ankara trong việc tổ chức và hỗ trợ các cuộc đàm phán. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhiều lần thể hiện mong muốn đóng góp vào quá trình hòa bình, mặc dù mối quan hệ phức tạp giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga và NATO đã khiến vai trò của họ bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào các cuộc đàm phán hòa bình sẽ cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phương Tây và Tây Âu để đảm bảo tính khả thi. Thụy Sĩ Thụy Sĩ với truyền thống trung lập lâu đời cũng đã từng tổ chức hội nghị hòa bình để thúc đẩy công thức hòa bình 10 điểm của Tổng thống Zelensky nhằm chấm dứt cuộc chiến, Mặc dù hội nghị này không có sự tham gia của Nga, nhưng nó cho thấy Thụy Sĩ có khả năng tạo ra môi trường trung lập và an toàn cho các cuộc đàm phán tiềm năng, việc không có mối liên hệ đặc biệt thân cận với bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột giúp Thụy Sĩ trở thành một ứng viên sáng giá cho vai trò này. Indonesia và New Zealand. Ngoài các quốc gia đã đề cập, một số chuyên gia còn cho rằng Indonesia hoặc New Zealand có thể đóng vai trò trung gian biểu tượng, nhất là trong bối cảnh Mỹ có thể ủng hộ sự tham gia của các quốc gia này vào các cuộc đàm phán. Cả hai quốc gia đều có kinh nghiệm trong việc làm trung gian cho các cuộc xung đột quốc tế và có vị thế trung lập, không gây tranh cãi. Tóm lại, dù có nhiều quốc gia sẵn lòng và tiềm năng làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, câu hỏi quan trọng vẫn là liệu các bên liên quan, đặc biệt là Nga, Ukraine và các nước lớn như Mỹ có sẵn sàng tham gia và chấp nhận vai trò của các trung gian này hay không. Thưa quý vị, cuộc tấn công táo bạo của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã gây ấn tượng với các đồng minh phương Tây của Kiev khi lực lượng Ukraine dễ dàng giành được một số khu vực ở tỉnh này của Nga. Nhưng các nước phương Tây và giới chuyên gia lại băn khoăn về việc Ukraine có thể giữ được các khu vực ở tỉnh Kursk mà nước này đã chiếm được hay không. Dù có vẻ đã đạt được thành công ban đầu, nhưng một tháng sau khi chiến dịch này diễn ra, các quan chức Mỹ và châu Âu vẫn đặt câu hỏi về mục đích cuối cùng của Kiev đối với 1.300 km vuông lãnh thổ Nga mà Ukraine cho biết lực lượng của mình hiện đang chiếm giữ. Hôm mùng 3 tháng 9, trả lời đài NBC News, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định, Ukraine đang có kế hoạch chiếm giữ vô thời hạn các vùng lãnh thổ ở tỉnh Kursk đang nằm trong tay lực lượng Ukraine. Ông Zelensky nói rằng, chiến dịch ở Kursk là một trong những giai đoạn chấm dứt chiến tranh và Kiev cần các vùng lãnh thổ Nga này để làm quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Nga. Đồng thời, theo ông Zelensky, cuộc tấn công Sker nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm giúp bảo vệ các thành phố khác của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg dẫn lời một số quan chức phương Tây đề nghị giấu tên lo ngại rằng Kiev có thể bị buộc phải từ bỏ những vùng đất này trong vòng vài tháng nếu Moscow tiến hành một cuộc phản công lớn. Hiện tại, Nga chưa dồn tổng lực triển khai lực lượng lớn để đánh đuổi Ukraine ra khỏi Kursk và cũng chỉ điều một số lượng ít quân từ các mặt trận không mấy căng thẳng ở Ukraine như ở tỉnh Kharkov, Zaporizhia về chi viện cho Kursk. Nga đã không điều quân từ mặt trận phía đông Ukraine về chi viện như Ukraine mong đợi để giảm áp lực mà Kiev phải chịu đựng ở mặt trận này. Hôm 5 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định mặt trận miền đông Ukraine là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga. Cạnh đó, những quan chức phương Tây này cũng cho rằng cái giá mà Ukraine phải trả cho chiến dịch ở tỉnh Kursk sẽ rất cao. Lý do là lực lượng Ukraine vừa thiếu nguồn lực, vừa phải dàn mỏng trên nhiều mặt trận. Trong bối cảnh lực lượng Nga tăng cường tấn công ở phía đông Ukraine, nhất là ở thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, với số lượng quân và trang thiết bị lớn để phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở đây. Còn về ý định chiếm Kursk để làm con bài thương lượng, một số đồng minh phương Tây lo ngại rằng Ukraine có thể không duy trì hiện trạng ở tỉnh này đủ lâu để tạo đòn bẩy trong bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào. Thêm vào đó, Moscow đã nhiều lần tuyên bố không bao giờ đàm phán với Ukraine về vấn đề trao đổi lãnh thổ Nga, khiến tương lai hòa đàm dường như rất xa vời. Về mặt thông tin công khai, các quan chức phương Tây vẫn hạn chế bình luận về chiến dịch tấn công ở tỉnh Kursk và không muốn tỏ ra phương Tây đang khuyến khích một động thái có thể dẫn đến leo thang căng thẳng ở Nga. Hiện tại, dù KF liên tục kêu gọi phương Tây bật đèn xanh cho dùng vũ khí tầm xa của phương Tây tấn công các mục tiêu ở lãnh thổ Nga, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy các đồng minh này sẵn sàng chấp thuận. Cho đến nay, có rất ít bằng chứng cho thấy lực lượng của Ukraine đang xây dựng các công sự sâu để bảo vệ các vùng đất ở Kursk mà họ đã chiếm được, chẳng hạn như việc đào chiến hào hoặc đặt mìn và răng rồng. Theo ông Sekjonet, giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, có trụ sở tại Washington, DC, Mỹ. Vị chuyên gia này cho rằng, Ukraine không thực sự chuẩn bị cho phòng thủ quy mô lớn, dài hạn. Đồng thời lưu ý rằng, có thể Kiev sẽ rút lui sớm song cũng để ngỏ khả năng tiếp tục tiến về phía trước và chiếm thêm lãnh thổ Nga. Ông Kazis Tonobert, tùy viên quốc phòng cấp cao của Ba Lan tại Washington DC cho rằng, cuộc tấn công tỉnh Kursk là một ví dụ tuyệt vời về cách tiếp cận sáng tạo của Ukraine đối với các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, theo ông Nobert, sau phản ứng hỗn loạn ban đầu, Nga có khả năng sẽ phản công và câu hỏi đặt ra là sẽ mất bao lâu để làm như vậy. Chuyên gia này cũng lưu ý rằng, việc duy trì các tuyến tiếp tế cho các cứ điểm ở Kursk sẽ khó khăn hơn đối với Ukraine khi mùa đông đến. Hiện tại, lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk đang sử dụng phần lớn điện được phát từ các trạm phát điện ở tỉnh Sumy, Ukraine, vì khi tấn công Kursk, các cơ sở điện năng ở đây ít nhiều đã bị hư hại, gây ra thiếu hụt nguồn cung. Trên khắp Ukraine, sau nhiều tháng các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng hứng không kích của Nga, tình trạng mất điện liên tục trên diện rộng đã xảy ra và làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông năm nay. Thưa quý vị, các nguồn tin Nga và Ukraine cũng như các nhà phân tích quân sự độc lập cho hay, quân đội Nga có dấu hiệu khởi động chiến dịch phản kích lớn đầu tiên của mình nhằm đánh bật các lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk của Nga vào thời điểm chiến dịch đột kích của Ukraine tại đây đã kéo dài hơn một tháng. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Theo giới phân tích về xung đột Ukraine, quân Nga dường như đã đạt được một số thành công vào hôm 10 tháng 9 năm 2024, đó là giành lại một phần lãnh thổ của mình và tọc sâu vào phòng tuyến Ukraine ở tỉnh Kursk thuộc lãnh thổ Nga. Các video do các blogger quân sự thân Nga đăng tải và được hãng truyền thông ABC News định vị địa lý cho thấy một đoàn lớn xe thiết giáp Nga tấn công ngôi làng Snakos. Một video khác cho thấy có vẻ một số binh sĩ Ukraine đã bị phía Nga bắt giữ. Cuộc phản kích của Nga tập trung vào sườn phía Tây của lực lượng Ukraine đột kích Kursk. Ukraine bất ngờ tấn công Kursk vào ngày 6 tháng 8 và tới nay đã chiếm được hàng trăm km vuông lãnh thổ của Nga. John Helin, nghiên cứu viên tại nhóm Blackbird, viết trên mạng xã hội X cho rằng quân Nga đã mở một chiến dịch từ hướng Tây và hướng Bắc, thọc vào sau lưng quân Nga, tiến tới Snagos. Các blogger quân sự Nga tuyên bố, lực lượng Nga hiện đang tấn công ngôi làng Obukhov. Điều này có nghĩa là binh lính Nga có thể đã tiến được hơn 9,6 km vào ngày 10 tháng 9 theo bài viết của Helin đăng tải trên tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat. Trong khi đó, một blogger quân sự thân Nga, Sergei Sternenko, xác nhận Nga đã mở một cuộc phản kích lớn và hiện tình hình đang rất nguy hiểm cho Ukraine. Sternenko viết trên mạng Telegram, tình hình đang phát triển thành một cuộc khủng hoảng kiểm soát kém. Người này nói rằng các lực lượng Ukraine thiếu điều phối hiệu quả trong khu vực này và đang trong tình trạng rối loạn, vô tổ chức. Giới phân tích quân sự và các nhà bình luận Ukraine cho rằng cuộc tấn công lần này của Nga là điều dự đoán được. Stanislav Osman, một lính tình nguyện thuộc lữ đoàn xung kích AIDA-24, viết trên tài khoản Telegram của mình, Tôi không kịch tính hóa, Tình hình ở tỉnh Kursk, chiến tranh là chiến tranh, đối phương đã tung đòn phản ứng như dự kiến. Tuy nhiên, Osman cho biết giới chỉ huy Ukraine đã phớt lờ một số cảnh báo từ các binh sĩ tuyến đầu của Ukraine trong khu vực này. Trong những ngày đầu bất ngờ tấn công Kursk, quân đội Ukraine chiếm được hàng trăm km vuông và hàng chục ngôi làng bên trong tỉnh này của Nga. Lúc đó, Nga khá vất vả trong hành động đáp trả. Trong hai tuần đầu, Ukraine liên tục tiến lên, còn phía Nga chủ yếu phòng ngự. Còn hiện nay, chiến dịch đột kích Kursk cơ bản đang dậm chân tại chỗ. Cuộc phản kích của Nga bắt đầu vào ngày 10 tháng 9 cho thấy Moscow cuối cùng đã tiến hành hoạt động cụ thể để lật ngược tình thế ở Kursk và đánh bật quân Ukraine khỏi đây. Cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk được đa phần chuyên gia quân sự độc lập đánh giá là canh bạc mạo hiểm, mặc dù tạo ra bước ngoặt nhất định trong xung đột Nga-Ukraine. Chiến dịch đột kích này có thể khiến quân Ukraine hứng chịu tổn thất lớn khi cố bám trụ tại Kursk. Trong lúc đó, lực lượng Nga đã tiến nhanh ở miền đông Ukraine, tận dụng việc Ukraine chuyển quân tinh nhuệ, vũ khí đạn dược sang mặt trận Kursk. Hiện quân Nga đang tiến nhanh về thị trấn chiến lược Pokrovsk, đồng thời căng mỏng hơn nữa phòng tuyến Ukraine ở tây nam Donbass. Các ngoại trưởng Mỹ và Anh đã gặp gỡ Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm 11 tháng 9. Chuyến thăm này bị gián đoạn vài lần vì các báo động phòng không, trong chuyến thăm kỳ ép lần này, phía Mỹ và Anh công bố sự ủng hộ mới dành cho Ukraine. Các ngoại trưởng Blinken và ông Lamy công bố tương ứng các gói viện trợ của Mỹ và Anh là 700 triệu đô la Mỹ và 781 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng họ không tạo đột phá trong đáp ứng mong muốn của Ukraine được sớm tập kích xa hơn vào lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Ngoại trưởng Anh Lamy cho biết họ đã thảo luận về các mục tiêu tác chiến của Ukraine và những gì có thể giúp đỡ vào lúc này. Ông Blinken nói với phóng viên, Chúng tôi đã thảo luận về hỏa lực tầm xa nhưng cũng nói chuyện về những thứ khác. Tôi sẽ mang những thảo luận về Washington để thông báo cho tổng thống những gì tôi nghe được. Trong nhiều tháng nay, tổng thống Zelensky đã đề nghị các đồng minh của mình cho phép ép được sử dụng các tên lửa tầm xa của phương Tây như ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh để đánh sâu vào lãnh thổ Nga nhằm hạn chế năng lực của Moscow thực hiện các cuộc tấn công Ukraine. Ngoại trưởng Anh Lammy thì phát biểu tại họp báo như sau: Chúng tôi lắng nghe cẩn thận và dĩ nhiên chúng tôi thảo luận một loạt vấn đề, bao gồm thiết bị quân sự mà Ukraine cần có để chiến thắng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh gợi ý rằng những cuộc thảo luận này có thể tiếp diễn trong vài tuần nữa. Điều này chắc hẳn sẽ khiến Ukraine thất vọng khi họ vẫn luôn hy vọng phương Tây nhanh chóng gạt sang một bên, nỗi sợ làm leo thang xung đột Ukraine. Mỹ và một số nước châu Âu lo ngại rằng nếu dỡ bỏ hạn chế đối với Ukraine về sử dụng vũ khí tầm xa, thì điều này sẽ đẩy Nga vào một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với NATO, mặc dù họ nhận thức rằng Ukraine cần thêm trợ giúp để xoay chuyển cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho Kiev. Nỗi lo của phương Tây là có cơ sở khi Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố Moscow sẽ coi Mỹ và đồng minh là một bên tham chiến nếu họ cho phép Kiev dùng vũ khí tầm xa để bắn phá sâu vào lãnh thổ Nga. Thưa quý vị, từ trước tới nay, Nga được biết đến là một trong những nước có lực lượng hải quân khổng lồ và tình nguyện trên thế giới. Do đó, nhằm thể hiện uy lực của bản thân, Moscow vừa qua đã huy động được hơn 400 tàu, 120 máy bay cho cuộc diễn tập hải quân chiến lược được Tổng thống Putin mô tả là lớn nhất trong vòng 30 năm. Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Cuộc diễn tập chỉ huy chiến lược Okean 2024 của Hải quân Nga sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 16 tháng 9. Đây là một trong những đợt huấn luyện tác chiến quan trọng nhất trong năm 2024. Được biết khoảng 400 chiến hạm, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, cùng hơn 120 máy bay không quân, hải quân và không quân, 7.000 vũ khí, thiết bị quân sự đặc biệt và hơn 90.000 quân nhân sẽ tham gia hoạt động này. Khu vực diễn tập gồm các vùng biển ở Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Biển Caspi và Biển Baltic. Tích bình luận về sự kiện lớn trên, tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên Nga tổ chức diễn tập trên biển với quy mô lớn trong vòng 30 năm qua. Các lực lượng tham gia sẽ thực hành những khoa mục phức tạp và sát với thực tế chiến đấu nhất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ chia thành hai giai đoạn nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của sĩ quan hải quân cấp cao trong chỉ huy nhóm tác chiến hiệp đồng tại khu vực được giao và giải quyết nhiệm vụ tác chiến phi tiêu chuẩn. Cụ thể trong giai đoạn đầu cơ quan chỉ huy sẽ lên kế hoạch triển khai lực lượng tới những khu vực được chỉ định. Vào giai đoạn 2, các đơn vị sẽ thực hiện kịch bản tác chiến nhằm hủy diệt mục tiêu và lực lượng chiến lược của đối thủ giả định, cũng như đổ bộ bờ biển, bảo vệ hoạt động kinh tế hàng hải và cơ sở liên lạc chiến lược. Ngoài Hải quân Nga, một số nhóm tác chiến từ nhiều cơ quan khác sẽ tham gia diễn tập, trong đó có lực lượng thuộc nhánh hành pháp của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Cơ quan An ninh Liên bang, Vệ binh Quốc gia và Cảnh sát Quốc gia sẽ tham gia vào cuộc diễn tập lần này. Không dừng lại ở đó, Nga cũng sẽ mời đại diện các cơ quan chỉ huy và quân đội từ nhiều quốc gia đối tác tham gia diễn tập. Ô Kiền Đại dương là mật danh của những cuộc diễn tập do Hải quân Liên Xô tổ chức năm 1970, 1975, 1977, 1983 và 1985. Đây là hoạt động huấn luyện tác chiến lớn nhất của Hải quân Liên Xô sau Thế chiến thứ hai, đồng thời là sự kiện quân sự lớn nhất thế giới vào thời điểm tổ chức. Trong một động thái liên quan, vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình với các tướng lĩnh quân đội về các cuộc tập trận hải quân lớn nhất trong ba thập kỷ của nước này theo nhà lãnh đạo nga cho biết lần đầu tiên trong ba thập kỷ qua moscow sẽ tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn như vậy trên biển mục đích của cuộc tập trận là kiểm tra chi tiết các khía cạnh chính về khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan chỉ huy và kiểm soát của lực lượng hải quân và hàng không vũ trụ đồng thời xác định sự mạch lạc trong hành động của họ cũng như kiểm tra các loại vũ khí hiện đại và tiên tiến khác cùng những kinh nghiệm thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Nga cũng đã chỉ trích Mỹ với ý đồ muốn thống trị chính trị và quân sự toàn cầu bằng mọi giá, muốn sử dụng Ukraine để đánh bại Nga và cũng đang tìm mọi cách để kiểm chế Trung Quốc. Theo ông Putin, những hành động hung hăng của Mỹ nhằm phá vỡ cấu trúc an ninh và cán cân quyền lực đang có ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, qua đó kích động một cuộc chạy đua vũ trang và coi thường an ninh các khu vực khác, kể cả những nơi có đồng minh. Vì vậy, Tổng thống Putin yêu cầu các lực lượng vũ trang Nga phải đảm bảo chủ quyền và lợi ích quốc gia, trong đó lực lượng hải quân nắm vai trò then chốt. Trước đó, hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc cho biết, mục đích của việc nước này cử lực lượng tham gia tập trận chung với Nga là nhằm tăng cường mức độ phối hợp chiến đấu giữa quân đội Trung Quốc và Nga, nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại